Để đặt mua những chiếc tay cầm xịn sò nhất với giá thành tốt nhất chơi Tết 2023, anh em đặt hàng ngay tại shoptaycầm.com. Kingmansport.vn. Thế giới đồ thể thao Lam không chỉ đẹp mà còn giá tốt. Rồi chúng ta sẽ đến với một trong những đội hình của Barca khủng top đầu tại Sever, nơi mà ở đó chúng ta sẽ có rất nhiều những con hàng hổ báo của Barca. 18.000 tỷ là giá trị đội hình chi tiết của account này, còn đâu đó khoảng hơn 400 tỷ BP tươi. Chúng ta có thể nhìn thấy những con hàng số má nhất có mặt trong đội hình này như Robel Icon, Henry Icon sẽ là hai con hàng có thể nói là uy tín nhất trên hàng công rồi. Hai cầu thủ mình đang lựa chọn ở bên cánh sẽ là Messi của mùa 22 Totti, và cánh còn lại chúng ta sẽ có là con hàng Rafinha của mùa SPL. Đây cũng có thể nói là một trong những con hàng hiếm cải server này. Đẩy lên đá tiền đạo cánh thì Rafinha sẽ có chỉ số trung bình lên tới 130 với tốc độ 134-135, mà tốc độ sút xa đi kèm đẹp dã man với những gì mà chúng ta có với Rafinha. Cả server này chỉ đếm trên đầu ngón tay với Rafinha của mùa SPL mà thôi. Ở bộ đôi song sát trên hàng công thì tốc độ cũng rất là khiêm tốn thôi. Henry chạy 137, Robel chạy 134, dã man con ngàn thật sự. Ở đôi trụ chúng ta vẫn sẽ có quái vật Raratoure. Một ngày mình trở lại để test tiếp tục Raratoure, và người đá bên cạnh sẽ là Party của mùa Úc, đẹp thật sự. Hai cầu thủ đá trung vệ hiện tại cũng là hai con hàng cộng 8 có chỉ số rất cao, 128 với Araujo của mùa 22 NG. Tốc độ của Araujo sẽ là 128 và bên cạnh anh sẽ là Kittensen mùa E21-8, tốc độ 132. Hai cầu thủ đá cánh sẽ là Semedo BOE cộng 9 và Jordi Alba, con hàng nhỏ nhất để cân lương, lương 8. Thủ thành chúng ta sẽ có Ter Stegen mùa 19 UCL cộng 9. Mùa này thì Ter sẽ có 1-1. Đây cũng là một mùa ngon để anh em có thể build cho Barca. Đó là đội hình chính, nhưng ở dự bị thì nó có quá nhiều những anh tài. Ở đây chúng ta đã có Robert của mùa 23 Totti rồi. Con này hình như là mới về đội. Có Su Thỏ MC8, Ronaldinho MC8, Figo Icon 5, Johan của mùa MC8. Tiếp theo đó là Rakitic và Busquets, những con hàng của mùa Úc 8. Đặc biệt nhất chúng ta còn có cả Pedro của mùa Úc 8, một con hàng chạy cánh thực sự là mắc binh trong đội hình của Barca. Con này chạy rất cháy nha, tôi rất thích Pedro. Khi mà thay Rafinha thì Pedro cũng có một cái bộ chỉ số rất cao, 129 với tốc độ là 132 và 136, thực sự là kinh khủng. Ở dưới này thì còn có rất nhiều những cái tên hổ báo nữa, có Gavi 22 NG, có Perry của mùa E21, rồi là Neymar của mùa 20U, Ibrahimovic MC8, Ferran Torres E21-8. Ở đây thì có một vài những con hàng của AC Milan nữa, với Gullit, Mandini và Seva. Bác chủ đang có hai team color là Milan và Barca. Rồi có Frankie, có Sergio Aguero luôn ạ. Con này cũng không phải là dễ nha. Tôi cũng không nhiều gặp một đội hình có Aguero MC8. Có Depay, có Antoine Griezmann, có Mascherano, rồi là có Jordi Alba mùa to, mùa Úc 8. Chúng ta có cả chủ tịch Pique của mùa khủng khiếp nhất, mùa BFC cộng 6. Có Dembele và Vidal. Rồi ở dưới này có thêm một Messi của mùa 23 Totti, chắc là bác chủ vừa đập xịt. Mùa 22 TS có cả Araujo và có Koundé đều thẻ cộng 6. Ở dưới này có Dest chạy cánh, có Figo 10, Donnarumma theo Icon và Dalot, những con hàng của AC Milan đẹp thật sự. 18.000 tỷ và theo cập nhật vào ngày hôm nay, với khoảng 18.000 tỷ đây là đội hình đâu đó khoảng top 30 tại server các bạn nhé. Tầm khoảng 30 người có đội hình khủng nhất server thì đây là một trong số đó của bác Johnny. Rồi mình sẽ điểm qua về giá trị của từng cầu thủ, xem đâu là lựa chọn đắt giá nhất nhá. De Lima sẽ là cầu thủ có giá trị cao nhất với thẻ Icon 5, khoảng 3.600 tỷ. Ruth Gullit tầm khoảng 2.600, Beck khoảng 700-750, Mandini khoảng 700, Henry khoảng 600, Raratoure khoảng 500 tỷ, Seva khoảng 650 tỷ, Pedro 600 tỷ, Figo 10, 500 tỷ. Con này cũng gọi là con hàng số má phết nhờ, Figo 10, kinh khủng luôn ạ. Kittensen khoảng gần 400, Pekwa khoảng 450, Robert 500 tỷ. Zlatan MC khoảng 400, Rakitic 400, Perry khoảng 400, Perti cũng tầm 400, Sergio Aguero con hàng rất hiếm đâu đó khoảng 350 tỷ, Ferran Torres khoảng 300, Busquets 350, Rover 300, Suarez khoảng 260 tỷ, Johan 200. Ui, toàn những con hàng số má nhỉ. Rồi lại cũng có Figo Icon 250 tỷ, Gavi 200 tỷ. Ui ồ, đội hình này toàn hàng vài trăm tỷ thôi các bạn, đọc mãi không hết đội hình luôn các bạn thề. Messi 150 tỷ, đây là cái mùa Totti nhá, mùa Totti 22. Có Araujo 650, Frankie khoảng 130, Antoine Griezmann, Neymar. Ôi, Messi tính ra lại rẻ các bạn ạ. Messi gọi là linh hồn của đội bóng nhưng mà rẻ gần nhất đội, có 100 tỷ bạc. Vidal 100 tỷ, Rafinha 119 mà có 110 mấy tỷ ư. Con này bù là kha khá tiền đấy. Chủ tịch Pique chỉ số 115 mà giá có 20 mấy tỷ thôi à.
hơi ít nha. Ngoài ra chúng ta cũng có một con hàng Macchiato này rất là hiếm này, VTA 20 tỷ hơn. Nói chung thì đây sẽ là một đội hình của một fan Barca rất là uy tín rồi. Đội hình rất là dày các bạn, rất là dày, và tôi không biết làm sao để có thể sử dụng được hết đội hình này trong một buổi trải nghiệm. Nó quá dày so với kỳ vọng của chúng ta. Thế thôi nhá, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những sự trải nghiệm đầu tiên. Hình như là thiếu Pion nhở? Hình như là thiếu Pion anh em ạ. Đội này không có Pion. Nếu như mà bác chủ mua thêm một người đội trưởng của ta nữa thì có thể làm một con Pion Icon. Không thì anh em làm con Pion cộng 8 thử đi. À đây, 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 đây. Tôi hỏi là mua Pion thì bác chủ đang mua con EBS 8 rồi. Con này thì quá ngon rồi, mua con này là cháy phố luôn. Và mua thêm cả Johan của mùa cấp 8 nữa để thay MC. Đang đặt đâu đó khoảng hơn 700 tỷ kết hợp với 400 tỷ BP đang tươi. Được quá nhờ. Chắc là tôi sẽ đá những con hàng mà lạ lạ hơn một xíu nhá. Tôi sẽ đá Rafinha đi. Lâu lắm rồi tôi mới nhìn thấy con Rafinha này. Tôi sẽ cho Rafinha là chính trước. Henry sẽ hỗ trợ cho Robéo Pedro đây. Cái sườn sườn sẽ tạm thời là như thế này. Rồi chúng ta sẽ đến với những sự trải nghiệm đầu tiên của đội hình Barca 18.000 tỷ này. Top 30 server thôi, không có gì cả. Ủa, máy đang thủ môn vẫn bắt được rồi. Raratoure được chọc khe này cho Messi. Messi còn lại đéo chạm được anh em ạ. Ok, sao nhiều thế nhở? Ai nghĩ tôi thắng con phím 2 áp đảo lại tí nào. Để mấy anh em phím 1 hoành hành quá nhở. À, nó vừa gáy bẩn gái. Bên này có ai? Đây rồi, máy chạy Pedro. Thấp. Demiro một cái là qua. Tiếp tục là như nào đây? Perti đóng phát chết luôn. Vẫn bắt được rồi. Đéo được. Đưa đi mà. Chạy đi. Một là rõ anh Tú ơi, xin mày. Rõ ở đâu, rõ ở đâu? Rõ ở đâu thế? Rõ ở đâu thế? Một ở đâu nhở? Số một rất lạc quan nha. Rafinha duy nhất tại cái server này. Rafinha duy nhất tại cái server này. Khéo nhờ, thằng này khéo đấy. Nope. Ô, sao Messi cứa bên này nhờ? Tài. Tinh 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 tinh. Messi. Messi sẽ là người kết thúc tình huống này. Đã có một tình huống tinh tinh dành cho trọng tài. Ok chưa? Anh em phím 1 bây giờ lạnh toát rồi. Khó lắm. Phím 1 bây giờ khó lắm. Thôi, tôi chấm hết lệnh cho đội bạn luôn nhưng gì nữa. Lima. Không, đó là đời Lima. Khó các bạn quá, khó các bạn quá. Quả này tôi ngoài đời tôi còn bấm được nữa là đời Lima. Lima. Bèn nữa này. Tôi đọc lệnh quả chuẩn đâu anh em. Tôi bảo Ben là Ben. Mua đúng hai quả. Mua đúng hai quả Ben thì cho thủ môn ghi bàn. Cho thủ môn ghi bàn gái. Ok chưa ạ? Được chưa ạ? Tìm liver 200 tí không anh? Liver 200 à? Hơi cấn tí đấy. Hơi cấn một tí. Sợ 200 mình trải nghiệm hơi nhiều rồi. Đúng trận này hòa đúng. Nhận sai cả. Khó hòa, vẫn khó hòa lắm. Anh em nói câu quả hòa nghe nó thiếu thực tế thật. Nó rất thiếu thực tế luôn ạ.
Kèo nó sáng hơn trăng rằm các bạn. Nhìn cái kèo biết ngay ai lớp ăn rồi. Xong rồi đây bàn thứ 3 nhá. Ăn bài luôn này. Ăn bài luôn này. Pero. Dấu tên 228 đã rescan 10.000 đồng. Team Liver của E trước Anang ghép nhanh lên do em Moi San giúp G8LN5, Fabinho 21U5, Konat 21U5A. Ngon đấy nhờ, thì mình ngon đấy. Mẹ Rafinha đóng kinh phất nhờ. Đây á. Touré. Cái vật Touré chạy xuống đấy nhờ. Và đó là Rafinha. Thằng này đóng được phát nha anh em nhé. Rafinha đóng được phát anh em ạ. Mbappe à? 22TS à? Tầm cao mới đấy. Chỉ số nó búp lên rất nhiều. Đóng là ăn mừng ạ. Sư thọ. Đóng chất thế nhờ. Ở Lima luôn này. Ua. Sút bẩy sút xịt chứ. Chẳng có mẹ lưới nhờ. Figo đóng quả khét thế. Vị ông ấy nhở? Cho béo nó phá bẫy vị đúng không? À, kinh nhở. Đúng nhìn tiền lần cuối rồi. Đúng anh em nhìn tiền lần cuối rồi. Đây rồi. Nhanh thế nhở. De Lima. Nghe không được chứ. Rồi ok, chúng ta đến với trận đấu này. Kèo 3.5, kèo khó nhá. Thật kèo này kèo khó, cố thôi. Phải cố thôi nha, phải cố thôi. Ngay phút thứ đầu tiên ạ. Yếu đừng ra đó. À. À. Cả đống đấy vẫn để cho C7 đứng đấy à? Messi hay nhỉ. Messi một pha dứt điểm rất kỹ viện nha. Rafinha. Ôi nó cứa một chân đấy à? Hồn thế nhở. Vẫn còn hơ hội, vẫn còn hy vọng. Nhiều à. Thằng củ tỏi này. Được đấy. Còn hai bàn nữa liệu có đủ không đây nhỉ?
vẫn phải cố để ăn cái kèo này gái anh em ạ. Anh em đã tin tôi khá nhiều. Đây rồi, tất cả chúng ta lên. Sáu mươi sáu phần trăm anh em. Anh em cứ tin tôi nhá, cứ tin tôi anh em ạ. Tôi cứu bọn này đấy. Trẻ thì chút kiểu gì? Trẻ kìa, chơi nó chút quả ảo thế à trẻ. Rồi, đó là Delima. Có tính không nhỉ? Có tính cả ba hiệp phụ không nhỉ? Nếu tính cả hiệp phụ thì chúng ta mới ăn kìa. Để đặt mua những chiếc tay cầm xịn sò nhất với giá thành tốt nhất chơi Tết 2023, anh em đặt hàng ngay tại shoptaycam.com.